Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời vào ngày 8 tháng 7 sau khi bị tấn công bằng súng. Thông thường, khi một cựu Thủ tướng Nhật Bản qua đời, gia quyến sẽ tổ chức tang lễ sau 3 ngày, rồi một tháng sau, chính phủ và đảng cầm quyền dân chủ tự do sẽ tổ chức lễ truy điệu. Lễ tang cựu Thủ tướng Abe dự kiến cũng sẽ được diễn ra theo trình tự tương tự. Lần này, chính phủ Hàn Quốc quyết định cử phái đoàn phúng viếng do Thủ tướng Han Tok Su dẫn đầu tới viếng tang lễ của Thủ tướng Nhật Bản cấp cao hơn so với trước đây thường là do ngoại trưởng hay đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo dẫn đầu trong hai tuần vừa qua lãnh đạo thường đỉnh và ngoại trưởng hai nước Hàn Nhật đã liên tiếp có các cuộc gặp nhưng các hội nghị quốc tế đa phương nhưng hai bên vẫn chưa thể tổ chức các hội đàm song phương do vậy việc cử phái đoàn chính phủ tới Tokyo lần này có thể là cơ hội để nối lại giao lưu cấp cao giữa hai nước vào năm 2006, thời điểm quan hệ hàn Nhật xấu đi do vị Nhật Bản tiến hành đo đạc đường thủy trên hải phận đảo Tốc Tô của Hàn Quốc, chính phủ Seoul đã cử ngoại trưởng khi đó là ông Ban Ki-moon, dự tang lễ của cựu thủ tướng Nhật Bản Hashimoto Ryutaro. Chuyến thăm Tokyo của ông Ban Ki-moon lúc đó được đánh giá là đã thiết lập được bàn đạp, nối lại trao đổi song phương. Tuy nhiên lần này, đảng cầm quyền dân chủ tự do sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thường viện đang dự báo về việc xúc tiến cải cách hiến pháp, một di sản của cố thủ tướng Abe. Do đó, có phân tích cho rằng, khó có thể kỳ vọng về một sự thay đổi rõ nét ngay lập tức trong các vấn đề lịch sử còn vướng mắc giữa hai nước. Trong ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Jin và Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo đã tới thắp hương viếng cố thủ tướng tại bàn thờ đặt ở trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến cũng sẽ tới thắp hương